Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căng, qua giọng đọc Cao Minh Thiện. Tập 130. Ở những khu vực khác nhau, những con người khác nhau, giờ phút này đều đang gào thét tới gần. Thân ảnh của Mạnh Hạo chợt lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời, xuất hiện ở trước mặt của nàng kia. Tay phải nâng lên, cầm lên Tiên Kiều Thạch. Ngay trong nháy mắt, tay của Mạnh Hạo bắt lấy Tiên Kiều Thạch, thì thân thể của hắn ong lên một tiếng, giống như bắt được một vật thể đang bay nhanh với tốc độ cao. Thân thể bị lôi kéo, nhanh chóng lao về phía trước. Giờ khắc này, chẳng những Mạnh Hạo là như thế, mà toàn bộ những người từ các bộ lạc khác tiến đến đều là như vậy. Cây cầu kia giống như trở thành một tàu con thôi, nàng kia giống như một con rối, không giống với như là tu sĩ, đứng ở phía trước, mang theo bọn họ xuyên qua hư vô. Ở trên người của nữ tử này, Mạnh Hạo không có cảm nhận được một chút sinh cơ nào, thậm chí theo hắn quan sát, động tác của cô ta cũng không đông cứng. Trong lòng hắn đoán ra rằng, cái này xác thực chính là không phải người mà là một con rối. Hắn nghĩ tới đây, có lẽ cũng là chỗ kỳ dị của Khư Kiều Giới. Lúc bay qua thì Mạnh Hạo thậm chí thấy được bốn phía tồn tại hơn 10 cái thân ảnh. Những cái thân ảnh này đều là những người có đủ tư cách của các bộ lạc khác, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn cũng không nhìn rõ được bộ dáng của những người này. Thế giới nhanh chóng lướt qua trong ánh mắt, hư vô cũng tốt, mà tầng mây cũng thế. Trong nháy mắt, giống như là nối liền lại với nhau. Tốc độ cực nhanh khiến cho Mạnh Hạo không thể nào hô hấp được, lại càng làm cho tâm thần của hắn chấn động mạnh. Hắn thấy được mặt đất ở phía dưới, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, nhanh chóng thu nhỏ lại. Hắn thấy được Ô Thần Ngũ Bộ đã trở thành một điểm nhỏ của cả vùng đất. Hắn thậm chí thấy được gần nửa vùng đất của Tây Mạc. Loại tốc độ mãnh liệt không thể nào hình dung này làm cho Mạnh Hạo cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Hắn có dự cảm mãnh liệt. Nếu chính mình không thể bắt lấy Tiên Kiều Thạch, một khi buông tay, chờ đợi hắn chính là tan xương nát thịt. Ý nghĩa này vừa mới xuất hiện thì Mạnh Hạo lập tức nhìn thấy ở bên người có một thân ảnh, trong giây lát đã rời khỏi Tiên Kiều Thạch. Thân thể trong nháy mắt liền đi xa, rồi trở thành một cái huyết hoa. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, lập tức tử vong. Một màn này làm cho trong lòng của Mạnh Hạo chấn động. Hắn gắt gao nắm chặt lấy Tiên Kiều Thạch của chính mình, trong mắt lộ ra một tinh mang. Bốn phía độ ẩm đang giảm xuống nhanh chóng, trong nháy mắt liền có thể cảm giác lạnh lẽo đến tận thấu xương. Nếu những người này không lại là tu sĩ thì giờ phút này thân thể cũng sẽ cứng ngắc lại trong nháy mắt. Lúc này đây, chẳng những là Mạnh Hạo đang nhìn phía dưới, mà mọi người cũng đều đang nhìn mặt đất ở phía dưới. Mạnh Hạo nhìn thấy được toàn bộ Tây Mạc, thấy được mặt thổ, thấy được Nam Vực, thậm chí còn có thể thấy được Thiên Hà Hải. Trên Thiên Hà Hải này còn rất nhiều đảo nhỏ, nhưng ánh mắt của Mạnh Hạo cũng chỉ trong một nháy mắt liền nhìn tới một hòn đảo. Mặc dù nhìn đi nhìn lại thì cái đảo nhỏ kia cũng chỉ là một điểm nhỏ, nhưng Mạnh Hạo dựa vào những loại liên hệ kỳ dị ở bên trong tâm thần, trong nháy mắt liền xác định đảo này chính là cái mai rùa của Kháo Sơn lão tổ. Mạnh Hạo nhìn về phía Nam Vực, ánh mắt đã rơi về phương hướng Tử Vận Tông ở Nam Vực. Mặc dù nhìn không tới Tử Vận Tông, nhưng Mạnh Hạo lại nhìn không chớp mắt. Nam Vực càng ngày càng nhỏ, Mạnh Hạo thấy được toàn bộ Nam Vực cùng với Tây Mạc, còn có bên kia Thiên Hà Hải lại là một dãy đất. Trong nháy mắt, đang nhìn cái dãy đất này, thân thể Mạnh Hạo chấn động, nội tâm của hắn hiện lên một suy nghĩ không thể nói rõ. Giờ khắc này, hắn giống như quên mất chính mình đang cầm lấy Tiên Kiều Thạch. Ở lúc bị lôi kéo bay trên không trung, hắn nhìn nơi đó ngơ ngác. Nơi đó chính là Đông Thổ. Ta rốt cuộc thấy được Đông Thổ rồi, Mạnh Hạo thì thào ở trong lòng. Đây là giấc mộng từ bé của hắn, đây là khát vọng của hắn. Cho dù là đến bây giờ, đây vẫn là giấc mộng của hắn.
Đông Thổ Đại Đường. Hắn nhớ tới ngày mà phụ thân mất tích, gió lộ ra một vẻ màu tím. Hắn nhớ tới lời của mẫu thân đã nói với mình. Chuyện xưa có liên quan đến Đông Thổ, truyền thuyết có liên quan đến Đại Đường. Cha, mẹ, hai người đang ở nơi đây sao? Mạnh Hạo nhìn Đông Thổ dần dần thu nhỏ lại, cho đến khi toàn bộ mặt đất ở trong nháy mắt của hắn đã trở thành một cái hình cung. Sau đó, thân thể của hắn oanh lên một tiếng, giống như đụng vào một bức tường vô hình cản trở. Cú va chạm mãnh liệt này làm cho Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Nhưng máu tươi này lại không thể phun ra mà lại lần nữa nuốt xuống. Trước mắt hoa lên, giống như xuất hiện sương mù. Mạnh Hạo thấy không rõ bốn phía, ngay cả linh thức cũng không thể tản ra, bị cường liệt áp chế. Điều duy nhất mà hắn có thể làm chính là gắt gao bắt lấy Tiên Kiều Thạch, không buông lỏng ra một chút nào. Quá trình mờ mịt này không biết giằng co đã bao lâu, cho đến khi lại một tiếng nổ vang lên quanh quẩn, Mạnh Hạo lại phun ra máu tươi thì mới đột nhiên biến mất. Nhưng theo mờ mịt tiêu tán, theo Mạnh Hạo khôi phục thị giác, hắn sửng sốt. Ngụm máu tươi kia bị hắn phun ra đang trôi nổi ở trước mặt của hắn, cùng hắn bay nhanh với tốc độ cực cao. Bốn phía đều tối đen, nhưng bên trong tối đen này lại tồn tại vô số ánh sao. Những thứ này ánh sáng rực rỡ chiếu rọi hư vô tối đen, khiến cho Mạnh Hạo có thể mơ hồ thấy được khoảng cách không xa. Hắn thấy được một cái cây cầu, một cây cầu tàn vô cùng khổng lồ, phát ra khí tức tang thương, dường như đã có vô tận năm tháng từng trôi qua trên đó. Cây cầu kia là một cầu đá kéo dài tới ở chỗ sâu trong tinh không tối đen này, không biết kết nối cùng với chỗ nào, nhìn cũng không tới cuối. Cây cầu này cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là đã sớm vỡ vụn thành vô số khối. Những mảnh vỡ này lại không khuếch tán, mà là trôi nổi ở cùng một chỗ, giữ vững hình dạng của cầu, khiến cho cây cầu kia nhìn từ đằng xa vẫn là đầy đủ. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì có thể nhìn đến khe hở ở giữa những khối vụn này. Khe hở này nhìn như rất nhỏ, nhưng nếu gần thêm một chút nữa thì ở giữa khe hở chúng nó đã giống như là một tấm tinh không nhỏ, có vô số bụi bặm lơ lửng ở giữa một khối lại là một khối cầu đá, phát ra rực rỡ ánh sáng. Vì vậy cũng khiến cho cây cầu này nhìn lướt qua có một ánh sáng lưu chuyển. Khư Kiều Giới, Mạnh Hạo thì thào trong lòng. Hắn nhìn khoảng cách từ mình đến cây cầu này càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, một hồi kinh thiên động địa kịch biến bỗng nhiên xuất hiện. Có 8 bóng đen mơ hồ tại trong nháy mắt này xuất hiện rõ ràng ở phía trước nhóm người Mạnh Hạo, bao vây xung quanh một nữ tu sĩ trông giống như con rối kia. 8 người này mới vừa xuất hiện thì liền tán phát ra tu vi dao động kinh người. Loại dao động tu vi này vượt qua tưởng tượng của Mạnh Hạo. Ẩn ẩn ở trên thân của 8 người này, hắn tìm được cảm giác giống như cảm giác từ trên người tiên nhân năm đó đã rơi xuống ở bên ngoài vãng sinh động. Đây chính là 8 vị tiên. 8 vị tiên này xuất hiện ở trước mặt nhóm người của Mạnh Hạo, chung quanh nữ tử kia đồng loạt ra tay, tinh không chấn động, ánh mắt chói sáng. Một cổ lực lượng hủy diệt khó có thể hình dung ầm ầm bùng nổ. Mà nữ tử mà Mạnh Hạo phán đoán không giống tu sĩ kia, giờ phút này bỗng nhiên lại không hề cứng ngắc nữa, mà trên thân thể lập tức tán ra từng trận gợn sóng mạnh mẽ khuếch tán, cùng pháp thuật của 8 người này chạm vào. Ngay sau đó phát hiện ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Ở trong tiếng nổ vang này, Mạnh Hạo cùng với toàn bộ tu sĩ bắt lấy tảng đá, toàn bộ đều phun ra máu tươi. Nhóm người mặc dù nhìn không thấy đối phương, nhưng đều có thể cảm nhận được sự hoảng sợ cùng với bi thương của đối phương. Nàng không phải là con rối. Trong lòng Mạnh Hạo chấn động. Lại tại bên trong tiếng nổ này, dường như có một trận cuồng phong quét ngang, khiến cho thân thể của hắn chênh vênh, giống như sắp bắt không được Tiên Kiều Thạch. Quần sáng bốn phía lại xuất hiện và lóe lên, dường như đã loãng hơn phân nữa. Chết tiệt, chết tiệt. Mạnh Hạo cực kỳ căm tức, nhưng lại chỉ có thể rống to vài câu ở trong lòng, sau đó gắt gao bắt lấy Tiên Kiều Thạch. Tại bên trong tiếng nổ vang này, thân thể của 8 người kia bị đánh văng ra. Trong nháy mắt, nàng kia mang theo đám người Mạnh Hạo trực tiếp đi xa. Nhưng
Cũng chính một cái khoảng thời gian này, tám người kia lại đuổi kịp. Lúc này đây, toàn thân của tám người kia tràn ngập tia sáng bén nhọn rực rỡ, giống như là tám thái dương lao thẳng đến nữ tử này. Giờ khắc này, vẻ mặt của nữ tử này rốt cuộc đại biến, thân thể trong nháy mắt đã biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở phía xa trong tinh không, hóa thành một đạo cầu vồng, cấp tốc mà đi. Yêu nữ chỉ hương của Yêu Tiền Tông, ngươi lừa gạt vật báo của thiếu chủ, bị chúng ta đuổi giết một năm trời. Giờ phút này ẩn thân ở chỗ này, nghĩ là quá thành con rối của Khương Kiều giới này, lấy giả để cháo, liền lừa bịp được chúng ta sao chứ? Lần này xem ngươi trốn thế nào đây? Một người trong tám người đó cười lạnh mở miệng, thì thân thể tám người này nhón lên một cái, cũng không liếc mắt nhìn đám người của Mạnh Hạo, đi thẳng về phía của nàng kia. Nàng là tu sĩ sao? Giả thành con rối để tránh né đuổi giết. Yêu Tiên Tông, cái tông môn này ở đâu chứ? Mạnh Hạo nhìn tám người ở phía xa xa, tâm thần chấn động. Tiên kiều thạch ở trong tay cũng không bởi vậy mà tạm ngừng, vẫn mang theo bọn hắn bay về phía Khư Kiều giới, tốc độ cực nhanh, càng ngày càng gần. Loại tốc độ này Mạnh Hạo không thể tưởng tượng được. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền tới. Có thể nhìn thấy ở phía xa có tám đạo cầu vồng nhanh chóng lao đến, tốc độ cực nhanh, không được bao lâu liền đuổi kịp. Đây là pháp thuật gì vậy chứ? Tại sao có thể ở dùng tốc độ như thế trong tinh không lại nhanh như vậy chứ? Mạnh Hạo mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt nheo lại, cẩn thận ngắm nhìn thân ảnh của tám người đuổi theo phía sau. Hắn nhìn thấy tám người này thường thường chính là bước ra từng bước, trong nháy mắt lại ở khoảng cách xa vô tận, giống như tinh không bị bọn họ đặt dưới chân, không ngừng mà thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại? Thu nhỏ lại sao? Mạnh Hạo thì thào trong lòng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc rời đi Nam Thiên Tinh, thì ở trên bầu trời nhìn thấy mặt đất thu nhỏ lại. Nếu như vị trí độ cao của hắn lúc này cùng với kích cỡ của bản thân, chính là nhìn bằng mắt thường, mặt đất khắp nơi bị thu nhỏ đến nỗi dường như chính mình chỉ cần từng bước đi là có thể qua sông bình thường. Trong nháy mắt, khi tám người kia đuổi kịp, thì thân thể của Mạnh Hạo chấn động mạnh, nổ vang. Một cổ lực hút khổng lồ từ Thiên Kiều Thạch hắn đang cầm lấy tràn ra, lập tức hút Mạnh Hạo vào trong đó. Những người khác cũng là như thế. Toàn bộ tộc nhân của các bộ lạc trong Tây Mạc đến từ Nam Thiên Tinh trong phút chốc biến mất trong tinh không, chân chính tiến vào bên trong Khư Kiều giới. Tám vị tiền kỳ trong nháy mắt tiến đến, xuất hiện ở chỗ mọi người biến mất, gắt gao nhìn chằm chằm khu vực đá vụn kia, nhưng cũng không dám bước vào trong một chút. Lại để nàng ta chạy thoát rồi. Yêu nữ này giả quạt đa đòn, nhưng mà lần này nàng bỏ qua thân thể, bỏ ra đại giới vô cùng nghiêm trọng, không biết ẩn tại người nào ở trong mấy cái con người Nam Thiên Tinh kia đây. Khư Kiều giới từ lúc ban sơ bị Quý Tổ diệt, sau đó có sức mạnh to lớn buông xuống canh giữ, ngàn năm hiện lên một lần, tinh không không thể làm cháy, quý tiền không thể đi vào, nơi này chúng ta không thể đi vào. Nhưng mà nàng chung quy cũng sẽ đi ra ngoài thôi, chúng ta ở nơi này chờ đợi là được. Tám người lại nhìn về phía Khư Kiều giới, xoay người nhón lên một cái, biến mất vô ảnh. Mạnh Hạo thấy qua mắt, khi tất cả đều rõ ràng thì hắn lập tức tản ra linh thức, tâm thần trong nháy mắt đã cảnh giác lên, ngưng trọng nhìn về bốn phía. Nơi này chính là Khư Kiều giới sao? Mạnh Hạo chần chừ một chút, cúi đầu nhìn Tiên Kiều Thạch ở trong tay phải. Chính là vật này mang hắn tới nơi đây. Đây là một thế giới đổ nát, bầu trời phát ra các loại màu sắc, khi thì đỏ đậm, khi thì tối đen. Có một đường tia chớp gào thét mà qua, nơi nó đi qua giống như muốn xé rách tất cả. Trên mặt đất có hài cốt, có thể nhìn ra hài cốt đã mục nát không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Lại có chỗ là di tích đã trải qua năm tháng tang thương, giống như thật lâu lúc trước nơi này đã từng là một thành trì. Phóng mắt nhìn ra xa thì chỉ nhìn thấy một mảnh tử khí tràn ngập. Toàn bộ thế giới này trông giống như một cái nhà giam, bị vây ở chỗ này chỉ có thể chết cùng tử khí. Lông mày của Mạnh Hạo hơi hơi nhăn lại, đem Tiên Kiều Thạch cất đi, cẩn thận hồi tưởng quá trình bước vào nơi này. Sau một lúc lâu, hai mắt của Mạnh Hạo chợt chớp chớp.
Hắn nghĩ tới chỗ mình đã nhìn thấy khi ở bên ngoài lúc trước kia, nơi tám vị tiên kia đến mặt quay lại. Trầm ngâm một lát, Mạnh Hạo cẩn thận đi về phía trước. Nơi đây làm suy yếu linh thức, hắn rất khó có thể nhìn được xa, chỉ có thể phát hiện ra phạm vi 500 mét xung quanh. Về phần bầu trời, sau khi nhìn thì thấy những tia chớp kia, thì Mạnh Hạo đã bỏ qua ý niệm phi hành ở trong đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần cũng trôi qua một tháng. Một tháng này, Mạnh Hạo đã đi hết nửa vùng đất. Hắn không phát hiện ra bất kỳ sinh mệnh nào. Tu sĩ Tây Mạc cùng hắn đến chỗ này cũng không gặp được một ai cả. Mảnh thế giới này rất là nhỏ, hình dạng không theo quy tắc nào cả. Bốn phía xung quanh mảnh thế giới này tồn tại hư vô như bị cắt xén. Giờ phút này Mạnh Hạo chính là đứng ở một cạnh của nơi này. Trước mặt hắn là một mảnh tối đen. Mảnh tối đen này dày đặc, giống như có thể cắn nuốt toàn bộ vật chất vờn quanh mặt đất. Mạnh Hạo trầm mặt, tay phải nâng lên bắt một cái vào trong hư không. Một ngọn núi đá ở nơi này bay vào trong tay của hắn, lao thẳng vào trong hư vô tối đen phía trước. Chỉ đụng chạm trong vòng nháy mắt, liền lập tức trở về, một lần nữa nằm ở trong tay của Mạnh Hạo. Hắn nhìn cái hòn đá đã đụng chạm với hư vô đen tới kia như bị đau gọt, cực kỳ bằng phẳng. Lông mày của Mạnh Hạo nhíu lại thật chặt, chậm rãi lui về phía sau. Tấm hư vô đen tối này làm cho Mạnh Hạo cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Hắn có thể tưởng tượng được nếu chính mình đụng vào trong đó, thân thể nhất định sẽ bị chém đứt. Không đúng. Nếu nơi này chính là cư kiều giới, như vậy tại sao chỉ có một mình ta? Hơn nữa nơi này cũng quá nhỏ bé đi mà, cũng không có tiên thổ như lời của tộc công Ô Binh Bộ nói. Ngoại trừ phế tích của một tòa thành trì ra, ta không thấy được bất kỳ hài cốt nào của đạp tiên kiều hết. Mạnh Hạo xoay người, lại hướng về bên trong tấm thế giới nhỏ này, cẩn thận thăm dò. Lại trôi qua một tháng, Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, đứng ở vị trí trung tâm của tấm thế giới này. Trước mặt của hắn là một tấm bia đá. Tấm bia đá này có một chút vết nứt, nhưng lại không có nứt ra, bảo tồn coi như là hoàn hảo. Trên bia có khắc vài chữ to hơi mơ hồ một chút: Âm Dẫn Thành. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, hai mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn nghĩ tới trên đường đi đến đây, hắn gặp được tám người kia, còn có vị nữ tử được gọi là Yêu Nữ Chỉ Hương. Yêu Nữ Chỉ Hương của Yêu Tiên Tông giả trang thành con rối muốn tránh thoát đuổi giết sao? Mạnh Hạo trầm mặt, khoanh chân ngồi ở một bên như có điều suy nghĩ. Cái vị Yêu Nữ Chỉ Hương kia hiển nhiên là đến từ một cái tông môn tên là Yêu Tiên Tông. Nàng lừa gạt giật báo cô tên thiếu chủ của đám người kia, vì tránh né đuổi giết mà quá thanh thành con rối. Nhưng mà lúc sau khi nàng đào tẩu, tám người kia đuổi theo, mà sau khi trở về thì vẻ mặt bộ dạng của mấy người này giống như là rất mệt mỏi á. Mạnh Hạo nghĩ đến đây, bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ lại. Nàng này trước đó không có đào tẩu, mà là lấy phương thức khác mê hoặc cái tám người kia, dẫn bọn họ đi vòng vòng mà thôi. Tám người này rất nhanh đã phát hiện ra không đúng, lúc này mới trở về. Như vậy có thể thấy được nàng này hoặc là không giống như ta phỏng đoán, hoặc là nàng ta đã tiến vào nơi đây sau đó lại rời đi một mình tại bên trong khư kiều giới này. Mà một cái khả năng cuối cùng chính là nàng này đang ẩn giấu trong cái đám người đến từ Tây Mạc đấy. Mạnh Hạo nghĩ đến đây, vẻ mặt không có biểu hiện gì. Yêu nữ này có thể bị tám vị tiên kia đuổi giết, có thể thấy được tu vi của nàng ta tất nhiên cũng rất mạnh. Nhân vật như vậy thì Mạnh Hạo không muốn chiêu chọc. Giờ phút này đây, hắn không có nhiều lời, nhưng âm thầm cảnh giác lưu ý. Bọn họ, những tu sĩ đến từ Tây Mạc ở chỗ này lại tách ra. Mạnh Hạo ẩn ẩn cảm thấy trong ba cái phán đoán của hắn thì cái cuối cùng có khả năng lớn nhất. Không biết nàng kia đang trốn ở bên người của ai đây? Mạnh Hạo đang trầm ngâm thì bỗng nhiên ngẩng đầu mạnh lên. Giờ phút này trên bầu trời bao la có một bóng đen lấy tốc độ cực nhanh mà lao tới. Cái bóng đen này không phải là tu sĩ, mà là một tảng đá thật lớn. Tảng đá kia ước chừng to khoảng 1000 mét, từ trên không mà gào thét tới gần. Nơi đi qua tia chớp sụp đổ, hư không sụp xuống,
giống như phá vỡ đường mà đi, rầm rầm mà đến. Tốc độ của nó rất là nhanh, đảo mắt liền tới gần tấm mặt đất này, hình thành uy áp, khiến cho mặt đất rung rung. Hai mắt của Mạnh Hạo nheo lại, đang muốn lùi ra phía sau, thì bỗng nhiên phát hiện cự thạch nghìn mét đó không phải là thực sự là va chạm lại đây, mà lúc nó tới gần ở độ cao mấy nghìn mét thì quá thành một cái hình cung, thay đổi phương hướng lao về phía bầu trời bao la bên kia. Mạnh Hạo ngẩn ra một lát sau, hắn hít vào một hơi, nhìn hòn đá nghìn mét này, trong khi nó lao về phía trước, trực tiếp đánh vào một chỗ bên cạnh của phiến thế giới này, lao vào trong hư vô tối đen. Theo cái va chạm này, hư vô tối đen kia như bị xé nứt, lộ ra một lỗ hổng cực đại, để cho hòn đá này gào thét mà vọt đi, biến mất vô ảnh. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh trong một thời gian ngắn ngủi, làm cho Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều. Giờ phút này, hắn thấy hòn đá kia biến mất ở tại trong hư vô tối đen. Hai mắt nheo lại, đầu óc trong nháy mắt như có tia chớp hiện lên. Hắn nghĩ tới tại thế giới bên ngoài. Lúc tới gần khư kiều giới thì thấy được vô số đá vỡ vụn lơ lửng. Cự thạch mấy trăm trượng này chính là thứ mà ta nhìn thấy lúc trước ở trong vô số đá vụn ở khư kiều giới, dùng tốc độ cực nhanh mà chạy qua đi mà. Như vậy xem ra chỗ này đích thực chính là khư kiều giới rồi. Bởi vì năm đó tiên kiều sụp đổ, cho nên bị phân chia làm vô số phần. Mà muốn rời khỏi nơi đây, phương pháp duy nhất chính là mượn cái đống đá vụn này. Đầu óc của Mạnh Hạo nổ vang. Sau khi nháy mắt liền hiểu ra, hắn hít sâu một cái, khoanh chân ngồi xuống yên lặng chờ đợi. Thời gian lại trôi qua nữa. Dựa theo Mạnh Hạo phán đoán thì thời gian ở nơi đây có lẽ không trôi qua như ở bên ngoài. Nếu không phải là như vậy thì nếu thật sự là đã qua nửa năm, thậm chí qua mấy năm, trước kia những tu sĩ Tây Mạc bước vào nơi này cũng không có khả năng che giấu được điều này. Kể từ đó, tộc công U Binh Bộ cũng sẽ không nói cho hắn biết. 3 tháng giây lát mà đã qua. Ở trong 3 tháng này, Mạnh Hạo thấy được 6 khối đá thật lớn tiến vào. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận quan sát biến hóa của những khối đá này sau khi va chạm với hư vô đen tối kia. Cho đến một ngày này, lại có một hòn đá thật lớn từ phía trên bỗng nhiên mà đến, ước chừng hơn 700-800 mét. Tại trong nháy mắt khi hòn đá này tiến đến, Mạnh Hạo hít sâu một cái, thân mình trong nháy mắt đã biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở giữa không trung, đạp tới trên hòn đá đó. Vừa mới bước lên một bước, hắn bị một cổ lực lượng lớn mạnh đánh sâu vào, làm cho Mạnh Hạo có một cảm giác thân thể bị xé nát. Hắn nhanh chóng vận chuyển lực lượng, tránh những tia bén nhọn tràn ra, rồi mới miễn cưỡng đứng vững. Ngay sau đó, liền khoanh chân ngồi xuống, gác cao nhìn chằm chằm vào phía trước. Tốc độ của hòn đá này cực nhanh, trong nháy mắt liền vòng qua mặt đất, tiến thẳng đến phía xa xa. Cũng chỉ là hơn 10 giây hô hấp, liền tới gần một mảnh hư vô đen tối, khiến cho trong lòng của Mạnh Hạo chợt khẩn trương lên. Việc này với hắn mà nói cũng là một lần đánh cược. Nhưng mà lúc trước Mạnh Hạo đã quan sát nhiều hòn đá như vậy rồi, cho nên trong lòng của hắn cũng có một chút nắm chắc. Trong nháy mắt, hòn đá tới gần hư vô đen tối thì mạnh mẽ đụng chạm, xé rách hư vô này, lộ ra một chỗ hổng. Hòn đá liền gào thét vọt đi. Mạnh Hạo tập trung nín thở, khoanh chân ngồi ở bên trên hòn đá, hữu kinh vô hiểm, cùng theo đó mà bước vào bên trong hư vô đen tối. Trong một cái chớp mắt tiến vào bên trong hư vô đen tối này, Mạnh Hạo cảm nhận được rét lạnh. Đây là rét lạnh cực hạn, giống như có thể đông cứng cả linh hồn. Mạnh Hạo lập tức vận chuyển tu vi chống lại cái rét lạnh này. Hai mắt của hắn mở to ra nhìn về bốn phía, xung quanh vẫn là tối đen một mảnh. Nhìn không tới quá xa, nhưng lại có thể nhìn đến từng đạo cầu vồng rực rỡ chạy ở khắp nơi. Mỗi một đạo cầu vồng đều là một hòn đá thật là lớn. Phương pháp của ta chắc hẳn là đúng rồi. Khư kiều giới này chính xác là phế tích. Những người đi vào đây chính là đi theo những khối đá này di chuyển vào ra trên những mảnh đá vụn của tiên kiều. Thân hình của Mạnh Hạo run run một chút. Nơi đây càng ngày càng rét lạnh, thậm chí cho dù hắn vận chuyển tu vi cũng có một chút không thể chống cự lại được. Dần dần thân thể có chút cứng ngắc. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe lên,
lập tức vận chuyển đồ đằng hỏa trong cơ thể, mới miễn cưỡng giữ vững được thân thể không bị đông cứng. Nhưng tại mặt ngoài thân thể cũng đã dần xuất hiện một tầng xương lạnh, thoạt nhìn bộ dạng giống như đã trở thành băng khắc. Lấy loại phương pháp này hẳn là có thể duy trì thời gian lâu một chút. Cũng may ta có bất diệt quả, nếu không, không có chuẩn bị trước pháp bảo chống rét thì rất khó sinh tồn ở chỗ này rồi. Bốn phía rét lạnh càng thêm mãnh liệt, Mạnh Hạo vẫn không nhúc nhích, để cho nhiệt lượng bản thân không tản ra bên ngoài một chút nào, giữ vững được sinh cơ trong thân thể không bị dập tắt. Thời gian trôi qua, hòn đá này mang theo Mạnh Hạo bay trong thế giới tối đen này, không biết trôi qua bao lâu. Bỗng nhiên một ngày này, ở phía xa có một hòn đá lớn khoảng 300 mét gào thét mà bay tới. Nhìn bộ dáng trông giống như chỉ thoáng qua hòn đá của Mạnh Hạo rồi sẽ bay đi về phương hướng khác. Ở trong nháy mắt, hai hòn đá này càng ngày càng gần nhau, thì bỗng nhiên một thanh âm kinh ngạc truyền tới. Cự nhiên gặp được một người không có chuẩn bị pháp bảo chống lạnh, dẫn khí không tệ. Đó là thanh âm của một nam tử. Trong nháy mắt, khi hòn đá của gã tới gần, Mạnh Hạo đã sớm phát hiện ra, chú ý tới trên hòn đá rộng hơn 300 mét này có một nam tử trung niên khoanh chân ngồi ở đó. Tu vi của người này chính là Nguyên Anh sơ kỳ, trên người cũng có hào quang của đồ đằng, trên mi tâm còn có một đồ đằng màu vàng, thoạt nhìn như là một con sư tử. Chung quanh gã có năm tảng đá màu trắng, một màn ánh sáng trắng từ ở trên năm tảng đá này tràn ra, bao phủ lấy nam tử trung niên này ở bên trong, giúp cho gã chống cự giá rét. Nam tử trung niên này vừa nói vừa liếm liếm môi, hai mắt hiện lên một tia sáng bén nhọn. Trong nháy mắt, khi hai hòn đá thật lớn này tới gần nhau, thì nam tử này mạnh mẽ đứng lên, từng bước biến mất trong nháy mắt. Lúc xuất hiện thì đã ở trên hòn đá của Mạnh Hạo. Gã nhấc lên tay phải, một con sư tử màu vàng ở trong tay gã biến ảo ra, rít gào lao thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo. Giết người cũng coi như là kết thúc nỗi thống khổ cho người, cũng vì giúp cho Thiết Mổ ở chỗ này nhiều thêm một luồng sinh cơ mà ít đi một người cạnh tranh. Trong nháy mắt, khi con sư tử vàng rít gào mà tới gần, thì hai mắt của Mạnh Hạo bỗng nhiên mở bừng lên. Đã kết thúc tập 130 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 131 của bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên.